Thành công rồi. Ồ, thì ớt của mày. À, con không ăn cái này nha. Em ơi, em ơi, anh đi bắp thu hoạch được rồi nè. Ở đây bắp vui quá, bắp thích đi thu hoạch. Wow. Bắp hái được 2 trái nè. Con đừng có đưa vô miệng nha. Hái được 1 trái ớt nữa. Wow. Nè. Bây giờ chắc đi thu hoạch miếng mùng tơi đi ha. Bắp có thích ăn mùng tơi không? Bắp. Chín chín. Yeah. Con có thích ăn mùng tơi không? Yeah. Con có thích ăn mùng tơi không bắp? Yeah. Bắp đâu có dè đâu ba dè không mà có ba thích ăn mùng tơi thì có. Dè. Đây, qua mùng tơi hôm nay cũng lên quá chừng luôn nè. Cho bắp bứt đi ba. Bứt đi con. Bắp dọc rau chứ bắp mình thu hoạch gì? Nó không bứt, nó chỉ có chơi thôi. Sức mạnh đôi tay của ba đâu. Wow, anh nhất ngồi là đứt nó bung lên luôn á. Không. Chết. Cái này chắc phải trồng rồi. Rồi, nằm xuống đây đi. Không được một cái lá. Một cái cây. Một cái lá, một cái cây chắc đủ nấu chén cháo cho bắp á. Tự lao động, tập ăn thôi. Không thích dựa vào ba mẹ đâu. Lấy cái lá. Đây, trời ơi. Ủa con sao bự. Sao bự đâu? Bắp ơi, con kiếm sâu quá bắp. Nè bắp ơi. Con thấy con sao con cười dữ vậy? Sao không phải bạn con đâu. Sao bự lắm. Trời ơi, con không có sợ. Thôi. Bé cũng sợ nữa. Bé cũng sợ nữa. Con cũng sợ rồi, luôn, con nhớ thẹn. Con sâu lại ở lại đi. Thôi à, vậy được rồi. Mình thu hoạch vậy thôi được rồi đó. Đây, này cô anh. Đủ chưa? Cô bắp đâu? Đây. Rồi, rồi. Đi về thôi, tính ra đi về ăn thôi. Đi. Đi ăn. Này đủ rồi. Ủa này là gì đây? La. Cái này gì vậy anh? Cua đó em. Anh mua nguyên một con cua như vậy. Vậy em dặn anh mua cua. Trời ơi, mua cua sao không mua cua xay sẵn cho nó khỏe. Anh mua chuối, con cua nó sống liền. Anh đâu có mua. Em không biết làm cua. Anh biết làm không? Không. Em cũng đâu có biết làm đâu. Làm đi, em sợ lắm. Anh cũng sợ cua lắm ha. Thôi nhưng mà ráng đi, lỡ mua rồi sao để bỏ. Bắt qua đây mẹ đi, để cho ba đi làm cua con. Wow, cua quá trời đây. Wow, con sợ không? Kẹt con bây giờ đó. Thôi thôi thôi, đi làm cua. Tụi nó nhìn con cua. Làm cua thì sớm rồi, đi rồi, rồi, rồi. Ha. Anh chưa chắc đã làm được đâu nha. Không, con lớn lên. Ok. Rồi. Up. Ghê quá. Quá. Bà chết sợ con cua, con có thích sợ con cua không? Quá. Nó còn sống. Bà sợ quá. Đừng kẹp nhé. Ghê quá. Đeo cái này vô cho nó đỡ kẹp. Phải làm thôi. Con chạy nút miếng. Trời, con này nó chạy nhanh lắm. Nó cái kẹt nó bự quá. Từ từ. Đừng có chạy. Sao con nào cũng đưa kèm lên đó bác ơi. Ba sợ quá. Em con cua bắt làm sao? Bắt con cua sao là sao? Bây giờ cầm nó chỗ nào cho nó đừng có kẹp. Đừng giết nó. Ủa không giết nó làm sao ăn? Phải giết nó đây. Nè đây nè thấy không? Đó. Cái gì là chết xong? Rồi, xong rồi đó, ba xử lý đi. Ba tách sao? Ba tách cái mai này ra. Tách ra, đúng rồi. Dữ. À.
anh không tách được cái mai ra, không biết cầm nó chỗ nào để cho nó mở ra đây. À dạ được rồi. Ủa bây giờ tách ra rồi sao em? Anh tách ra xong rồi hả, anh bẻ đôi con cua ra xong bỏ vô cái tô để lát nữa hả mình lấy chày mình giã nhỏ ra, khều 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 cái vàng vàng xuống phải không? Đúng rồi, lấy cái gạch cua vàng vàng bỏ rồi. Con cua thì sao? Cái thân con cua thì bẻ làm đôi, nhỏ bẻ làm đôi xong rồi bỏ vô cái tô được không anh? Được được. Bắp ơi, bắp, con không có coi ba làm đúng không? Học hỏi ba nào em mốt làm cua nè. Chứ nó lo nó làm gì, nó không coi em làm cua gì. Nó lo nó cạp cái xe của nó kìa. Bắp. Có thật không? Nó cắn con á. Ý. Ý, cắn nè. Tại sao con không chọn cua? Bắp có thích không anh? Thích, anh muốn bóp con cua. Trời ơi, vậy là nó gan hơn anh rồi. Nằm vô giữa. Sợ nó đau quá. Tội nghiệp quá. Không sợ, không sợ, không sợ. Trời ơi, vừa đâm nó một cái nó chết luôn á em. Đúng rồi, anh đâm trúng chỗ đó là nó chết là đúng rồi anh. Anh đâm trúng tim đó mà. Chết hẳn chưa? Rồi, nó đâu rồi? Con cua này dễ thương như vậy. Ủa? Con này sao nó đen thui vậy ta? Thì con cua đồng nào chẳng đen. Nhưng mà con này nó không có vàng vàng. Con có con nó màu đen kỳ quá vậy. Con này chắc bị bệnh nè. Chắc hút thuốc lá nhiều quá à. Ung thư. Hút thuốc lá ung thư. Hút thuốc lá lậu. Cua dám hút thuốc lá lậu hả cua? Mấy con nào chết là khỏi đâm đó phải không em? Thì chết rồi đâm chi nữa. Sao anh giả mang quá vậy? Muốn cho nó chết lần hai hả? Anh làm sao biết được. Tưởng là cái quy trình đó là phải đâm nó xong nó làm. Mà sao em tắt hay quá, anh tắt không có được đó nha. Em nói vậy thôi chứ em cũng đâu dám làm đâu. Sao em chỉ hay quá vậy? Sợ đó. Dầm khoảng cỡ nào thì được em? Dạ banh diễn ra luôn á. Trời ơi, dầm có hai con mà nó lâu như vậy. Làm sao mà hết cái tô này trời. Dầm cái này chắc tới ngày mai á. Bắp ơi, con ăn cái món độc quá. Anh sẽ cố gắng làm cho nó. Mấy con này ghê tiếng ngồi à. Con cứ ba hoài vậy. Tình thương mến thương với ba dữ. Dụ ba để ba làm cua cho ăn phải không? Dạ thật là nhẽn cho con. Không thôi con sẽ bị mắc cổ. Trời ba biết rồi. Khoảng chừng một tháng trước á, thì Bắp đã bắt đầu bập bẹ nói ba ba ba. Nhưng mà không biết đó là vô thức hay là Bắp cố tình Bắp biết kêu ba rồi á. Bắp hay gọi là ba ba. Mặc dù là nghe cái giọng rất là gằn nhưng mà mình rất là thích. Ha, nó hăng cái chân kẹp lại. Ý, coi chừng chưa. Đây. Đây. Tâm 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 thế. Ê, đừng, con không làm thì thôi đừng quậy nha. Để thôi, xin mời đi ra chỗ khác. Con
Đừng. Đừng phá của bạn. Con không được ăn cái đó đâu à. Con sẽ đập cái đó. Con có thể đập cái này. Đập con ngủ lông đi. Hả? Là con. Mệt quá. Mệt quá. Đừng phát. Đừng phát là cô ăn. Đừng có lấy trò của ta. Hình như bắp nó đói bụng hết rồi em. Dạ đúng rồi, giờ này là giờ nó ăn rồi. Xong rồi làm lẹ đi, nó la bây giờ đó. Đừng la nhé. Xong rồi. Xong rồi, chúng ta đã có thể ăn rồi. Em ơi, ăn xong rồi. Ok. Rồi, xong. Rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi. Ngon quá, ngon quá. Lần đầu tiên bắp được ăn cua đồng. Ngon á. Ok không? Ngồi rất là mềm. Ok không? Anh thấy là kỳ nghỉ hôm nay á là ổn, bởi vì á, ít khi nào mà anh đi chơi kiểu này. Mình là sáng giờ mình có đi hái rau nè. Rồi bắp thì hái trái cây nè. Wow, những cái này là anh chưa bao giờ đi á. Nếu mà anh với bắp thích á thì mình sẽ thường xuyên đi như vậy. Ừ, mẹ cho ăn, mẹ cho ăn. Ừ, đừng la, đừng la. Hôm mốt ba chắc bắp đi chơi nữa nha. Bắp có thích không con? Quá. Con nói thích thì mốt ba dắt đi chơi nữa. Thích một cái mẹ với ba bỏ đũa chạy luôn. Hộp ơi, hộp ơi. Chúng ta đã đến hộp bơi rồi. Chúng ta đã đến hộp bơi rồi. Ồ, niềm đam mê của bắp đây. Ba hai, chúng ta xuống. Cả nhà cùng khởi động. Rồi, chúng ta khởi động thôi. Tần tần tần. Đó, mình bơi sắp. Mình bơi sắp. Bơi sải. Bơi bước. Đây, up. Wow, dễ thương, dễ thương quá. Ai mà dễ thương thế. Yeah, khởi động chân. Yeah, mình khởi động chân. Ba đó, khởi động, khởi động. Rồi, khởi động xong. Hai mẹ con ở đây nha. Ba đi bơm phao cho con bơi. Ồ, ba đi đi. En. Đây có một cái phao rất là to cho bắp đây. Ba kiếm được cái phao bự quá kia. Wow, phao bự quá, phao bự quá. Bum. Yeah. Để cho con. Chúng ta được đi bơi. Ô lộn bao. Ui, nó có sâu không chị? Bắp đầu qua đây. Ôi dương. Ba giữ chân bắp.